chuẩn bị những que gỗ nhiều màu. Ồ, thật là tồi tàn. Xây tường nào. Là xe cút kết cũ. Bẻ nhỏ tăm tre. Quấn lại bằng dây thừng. Vậy là ta có bánh xe rồi nè. Có xe cút kết rồi, việc vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn rất nhiều. Anna và Christoph phải tận dụng những gì họ có để làm việc. Anh yêu, nghe em nói không? Gà trống đói rồi kìa. Đồ ăn, đồ ăn. Chúc ngon miệng nha. Anh yêu, em nghĩ đã đến lúc rồi. Chúng ta đến bệnh viện thôi. Họ đã lên giúp ba mẹ rồi. Đặt bé con xuống nào. Bé con không thích rồi. Chúng ta phải làm gì đây? Anh biết rồi. Anh sẽ làm một chiếc xe cút kít cho con. Ồ, anh ấy tháo vát quá à. Em yêu, hãy chiêm ngưỡng tác phẩm của anh nè. Cha, con yêu, con thích không nè? Tuyệt vời, thoải mái nữa. Đi thôi, em muốn dẫn bé con đi tham quan một vòng. Làm một chiếc đuôi. Gắn thêm một chiếc vòng vào. Màn che đã lốm đốm lá thu rồi nè. Thêm một tấm đệm vàng và gối vào. Chiếc đuôi trông thật tuyệt mà. Jack và Elsa cũng đã lên giúp ba mẹ rồi. Nằm xuống nào con yêu, nghỉ ngơi thôi. Có chuyện gì vậy? Đây là chiếc đuôi đẹp nhất trên đời. Không thể tin được. Lá thổi gió bay. Có một cái màn che được treo phía trên nè. Wow. Nhìn nè, bé con buồn ngủ rồi. Là con gió mùa thu đã ru con ngủ. Cảm ơn nha. Chuẩn bị một thanh gỗ. Cắt bỏ phần thừa. Làm phần đòn gánh. Cần một nửa thôi. Dán các que gỗ thành hình tròn. Cột lại bằng dây. Thêm một cái thòng lọng nè. Uốn cong dây kẽm làm quai xếp. Móc chữ U sẽ làm nhiệm vụ gánh nước. Bé con lớn lên cùng cuộc sống ở làng quê. Con có thể ra ngoài chơi. Chào lũ chim đi nào. À, con bận hết rồi kìa. Phải tắm cho con thôi. Để anh đi lấy nước. Nặng thật đó. Christoph, anh có sao không? Anh trông con đi nha. Để em đi lấy nước. Ở đây có một cái ao nè. Đây rồi. Mình làm được rồi. Giờ chỉ cần gánh hết từng này về là được. Anh yêu, em về rồi nè. Đổ nước vào bồn. Rồi tắm cho bé con thôi. Bé con đã sạch sẽ rồi. Ba mẹ rất hạnh phúc luôn. Cho mình mượn khuyên tay được không? Được chứ. Phủ lên một lớp sơn móng tay. Rắc thêm kim tuyến lấp lánh. Một chiếc vòng nhỏ. Gắn thêm đấm giả nha. Sâu chúng lại nào. Một chiếc ti giả thật thời thượng. Chào anh bạn, cậu trông con giúp mình được không? Nếu con bé khóc, hãy cho bé ngậm ti giả nha. Đáng yêu quá đi. Con có muốn chú Olaf kể chuyện cổ tích cho con nghe không nào? Bắt đầu nha. Ngày xưa ngày xưa, ở vương quốc Arendelle. Ngủ rồi à? Vậy chú cũng nằm xuống luôn. Ồ, ti giả. Thế này sẽ dễ ngủ hơn nè. Bé con dậy rồi. Làm thế nào để giúp con bình tĩnh lại đây? Twinkle, twinkle, little star. Mình hiểu rồi. Bé con cần ti giả. Mình phải đọc lại truyện cổ tích rồi. Chọn gì đây nhỉ? Giấy thủ công nè. Cùng làm một chiếc bì thư nha. Tiên nhỏ đến trợ giúp à. Viết lời nhắn nào. Đóng dấu sáp nha. Đừng quên ký tên nữa. Đổi màu lông cho chú chim nào. Vẽ lại đôi cánh, bàn chân. Bồ câu hãy đưa thư đến nơi đúng hạn nha. À, Anna, lâu rồi không gặp em ấy. Phải nhắn cho em ấy thế nào đây nhỉ? Olaf, mình đây. Cùng viết thư cho Anna thôi. Được đó nha, để mình viết thư cho. Thân mời em đến chơi nhà. Để mình ký tên. Gửi đi thôi nào. Hello. Bồ câu đưa thư. Hãy gửi lá thư đến tay Anna nha. Là chim bồ câu. Có thư nè. Wow, là chị Elsa. Chị mời chúng ta đến chơi. Chúng ta đến cung điện thôi. Chải lông nào. Cắt ra theo mẫu.
cắt lông nha. Thêm phần tay áo, thắt lưng mềm mại. Trang trí thêm đường viền lấp lánh. Mấy viên đá quý này trông như băng vậy. Chiếc áo lông này sẽ khiến mọi người phải ấn tượng. Rất muốn tặng quà cho Elsa. Có lẽ chúng ta cần một chiếc củi có vòng hoa. Mình có ý này hay hơn. Xe trượt tuyết đã có một chiếc rồi. Vậy một bé mèo đi. Đây không phải là ý hay đâu. Chiếc áo đẹp quá đi. Thật tuyệt vời. Elsa nhắm mắt lại nha. Ta-da. Vừa mềm vừa ấm. Món quà tuyệt vời lắm luôn. Mở trứng Kinder Joy ra nào. Còn một nửa thôi. Cắt vải bố theo hình trứng nha. Dán vào bên trong. Một cặp tay cầm thoải mái. Quấn dây thừng xung quanh. Vừa đủ để đựng tất cả rau củ luôn nè. Rất thiết thực đó nha. Đã đến lúc xới đất rồi. Dễ ấy mà. Làm tốt lắm anh yêu. Em sẽ gieo hạt. Làm ẩm đất nào. Tốc độ đáng kinh ngạc đó. Vụ thu hoạch đầu tiên. Anh sẽ thu hoạch. Nhìn anh giỏi chưa nè. Đồ ngốc. Anh hái thảo mộc kìa. Chúng ta cần rau mà. Đi thăm chị Elsa thôi nào. Cùng pha trà nha. Nhúng giấy vào. Chúng chuyển màu rồi nè. Đính thêm đá ở hai bên nữa. Là chiếu thư phong hiệp sĩ. Là một thanh kiếm thật dũng mãnh. Đổi màu. Ai sẽ vinh dự nhận được danh hiệu này nhỉ? Elsa và Jack đang đợi khách đến. Hey, Kristoff, ta đã quyết định phong tước hiệp sĩ cho ngươi. Nhân danh nữ hoàng, ta phong ngươi làm hiệp sĩ của Arendelle. Chúc mừng anh bạn nha. Em tự hào về anh lắm anh yêu à. Bó hoa cute quá. Biến thành khung xe trượt tuyết nè. Nhồi đầy bông vào trong nha. Thêm gối vàng, đá quý và khoác lông. Cả bánh trượt nữa. Đóng yên cương cùng kỳ lân nha. Xe trượt tuyết trông thật sang trọng. Đến lúc phải về nhà rồi. Xếp quà lên thôi nào. Nhiều quá đi mất. Úp, xe đẩy không thể chứa nhiều đồ như vậy. Không ổn rồi. Chị sẽ tặng cho em chiếc xe trượt tuyết. Đẹp quá đi mất. Elsa, chị là số 1. Chúc một chuyến đi an lành nha. Cha, đi thôi nào. Wow. Anh chị sẽ chờ các em trở lại thăm lần sau. Lấy tờ khăn giấy dày. Đặt khuôn lên. Làm nếp xếp ly. Vậy là đã có cái yếm xinh xắn. Giờ ăn tới rồi. Ngồi ngay ngắn. Rồi Olaf đem bữa tối ra nha. Ui, ngon quá. Phải đeo yếm trước đã. Một muỗng đầy yến mạch giàu dinh dưỡng cho Olaf. Ew, yến mạch. Không ăn đâu. Wow, ca này khó hơn mình nghĩ. Thôi, ít gì quần áo vẫn sạch sẽ mà. Nhờ yếm giúp tụi mình nè. Các em bé muốn tìm đồ ăn ngon hơn. Hai cậu thích cà rốt hả? Vậy là mình giống nhau. Nên tụi mình ở chung được đó. Cả gia đình đều ăn rau củ. Vì nó không tệ như món yến mạch đâu. Biến búp bê này thành anh nè. Còn thắt lưng thì sao? Có chứ. Tạo họa tiết hoa. Mắt nâu biến thành mắt xanh. Tóc đỏ trông đẹp nha. Tạo kiểu tóc. Chỉ còn thiếu giày nữa là xong xuôi. Em bé Anna lớn lên khá bất ngờ. Hai chị em cùng Olaf đi dã ngoại. Hello. Hai cậu ấy đâu rồi? Mình tới đây. Còn mình đây nè. Hiu, mình cứ sợ là phải đi một mình chứ. Xong hết chưa nè? Xong rồi chứ. Mình xếp đồ ăn ra đi. Wow, nhiều món ngon quá à. Chơi trốn tìm đi Olaf. Đi mà. Ok. Mà cậu bị rồi nha. 1, 2, 3, 4, 5. Mình tìm hai cậu nha. Trốn đi. Cậu ấy không tìm thấy mình đâu.
Bắt được rồi nha. Chơi lại đi. Nghĩ sao lừa được trinh thám lão luyện như mình. Lấy chỉ xanh dương, quấn quanh cái vòng làm thành móc tre nha. Cần dùng tới lông vũ nhiều màu này. Treo chúng lên vòng nào. Vòng bắt giấc mơ giúp mình tránh các ác mộng. Chỉ có mơ đẹp thôi nha. Các em bé không ngủ được, chị đang mơ về lâu đài băng giá. Em sợ ngủ lắm. Elsa ơi, em không ngủ làm chị cũng không ngủ được luôn. Giấc mơ của mình đáng sợ lắm. Chị có ý này nè. Anna lên lại giường và cố lấy vòng mắt giấc mơ. Hooray, được rồi nè. Có đây rồi em gái ơi. Elsa mơ thấy những ngọn núi tuyết, còn giấc mơ của Anna là đồng cỏ hoa. Dùng hộp đựng mỹ phẩm. Một cái chủ đề mùa đông, cái còn lại thì như mùa hè. Làm các khoảng trống trong bảng màu, ghép thành túi đựng mỹ phẩm hai ngăn nha. Mỗi cô nàng đều có tông màu yêu thích riêng. Hai cô bé đã lớn hơn một chút, họ cùng chơi ở nhà trẻ. Mình có quà cho các cậu đây nè. Ui, là gì vậy? Mở ra đi. Túi mỹ phẩm. Để chị mở ra trước. Đừng có tranh nhau mà. Có chia phần cho hai cậu đó nha. Đây là bảng màu của Elsa nè. Còn cái này là của Anna. Đã rõ chưa? Hai cô nàng muốn thử ngay bộ đồ trang điểm lên Olaf. Giờ tới lượt mình trang điểm cho hai cậu nè. Thỏa sức sáng tạo giúp những người bạn gần nhau hơn. Chuẩn bị giấy thủ công, ghép từng tờ thành chồng nha. Rồi dùng bìa bao lại. Wow, nhiều sách cũ quá đi. Các cô nàng tới thư viện gia đình. Mình chia ra tìm thử xung quanh đi. Mình muốn lấy cuốn tranh cao đó. Mọi thứ đổ xuống mà lấy được rồi nè. Coi mình có thể làm gì. Quá dễ. Chuyện gì ở đây vậy nè? Các cậu có biết trước đây họ học tư thế đứng như thế nào không? Không dễ à nha. Được rồi, mình sẽ kể cho các cậu nghe câu chuyện về Arendelle. Giấy mút, cắt thành hình lá cờ, vẽ chân dung Anna lên, cố định lên khung gỗ. Trước chúng ta là biểu tượng Arendelle. Chuẩn bị hoa nha. Đang thành vòng hoa đẹp mắt. Xinh xắn quá đi. Hiệp sĩ vinh dự mang huy hiệu của Arendelle. Mình sẽ chiến đấu dưới tên Anna. Một trận chiến kinh hoàng đã diễn ra. Anna, hiệp sĩ của chị đã có cơ hội tuyệt vời. Yay, chiến thắng rồi. Người chiến thắng sẽ nhận được vòng hoa. Đây, cậu xứng đáng có nó đó. Mình vinh hạnh khi ở đây. Từ giờ trở đi, cậu sẽ là hiệp sĩ dũng mãnh của vương quốc này. Tất cả là nhờ có cậu đó, quý cô xinh đẹp à. Chớp chớp, đã có đôi giày nè. Trang trí lông dọc theo viền giày. Kẹp giấy làm thành lưỡi trượt nha. Hộp đựng xinh đó, mà đổ hết ra. Thêm vài nơ trang trí nữa. Giày trượt đã đóng gói an toàn. Ai đang chờ nhận món quà xinh đẹp này đây? Anna có niềm đam mê với sách. Tạo bất ngờ cho cậu ấy đi. Mình tới tặng quà nè. Cho mình xem đi. Wow. Wow, giày trượt mới. Mà mình không biết trượt đâu. Vừa rồi nè. Mình đang trên băng đây. Cứ làm theo mình đi. Sao làm được hay vậy? À, mình đang bay. Bình tĩnh đi. Cậu đã ở nơi an toàn rồi. Anna nhanh chóng hiểu cách trượt. Kiên nhẫn luôn dẫn tới thành công mà. Mình cần dùng dây cho món thủ công mới. Thêm dây vàng nha. Thêm 3 vòng nữa. Rồi làm xếp ly nè. Chân váy này giúp tăng độ phồng cho váy. Anna buồn ngủ. Dậy đi chị ơi. Ồ, đây là đâu?
chuyện gì vậy? Sắp tới bữa tiệc rồi đó. Ồ, đúng vậy đó. Váy mà không có Tùng trông không đẹp đâu. Giúp với, chị không làm được Elsa ơi. Vấn đề không quá khó đâu chị à. Váy đây nè. Chị trông vô cùng hoàn hảo luôn đó. Nhờ em gái mà Anna đã chuẩn bị xong cho bữa tiệc. Cắt khối xốp ra nha. Chuẩn bị thêm khung vòng cung. Dùng các khối xốp lấp lánh làm thành đế. Thắp sáng ngọn lửa đi nào. Trang trí hạt trong suốt lên lò sưởi nữa. Lò sưởi giúp tạo không gian ấm áp cho mọi phong cách nội thất. Hai chị em đã lớn và đã làm mẹ rồi. Ví giờ Elsa ơi, con chị không chịu ngủ nè. Bị sao vậy ta? À, do lâu đài lạnh quá đó mà. Thì ra là vậy, chị thấy ấm hơn chưa? Không ăn thua. Mình phải bỏ đàn piano rồi. Để em dùng phép thuật. Cái này sẽ giúp cho chị thấy ấm hơn đó. Cảm ơn em. Đúng là ấm với thoải mái hơn nhiều rồi nè. Chị em luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Bữa tối của gia đình vô cùng hạnh phúc luôn. Xin chào. Hey. Bạn có thấy kẹo Kinder Joy không? À, đây rồi. Cái này cho bạn nè, Lalilu. Cảm ơn Olaf nhiều nha. Lấy vỏ kẹo Kinder. Ha ha, mình bị vướng rồi nè. Ồ, dây này được đó. Bọc cái đế lại nha. Thành hai cái nồi. Xe đẩy đôi cho hai chị em. Lớp phủ phù hợp với sở thích của mọi người. Olaf chuẩn bị đẩy bọn trẻ đi dạo. Mấy cưng ơi, chúng ta đi dạo nha. Chú Olaf ở đây nè. Thấy con rồi. Con nữa Elsa. Mấy đứa ngoan lắm, lên xe đẩy nào. Giỏi lắm Anna, đến lượt con Elsa. Phew, xong rồi. Xin chào Lalilu. Vải đẹp quá. Hãy mặc đồ cho em bé của chúng ta nào. Cắt thêm hình mẫu nha. Lấy cây kim này nè. Thank you. May thành chiếc váy. Một chiếc váy quá thanh lịch. Trang trí bằng kim cương giả. Áo choàng mỏng lấp lánh. Hãy làm quen với Elsa nha. Olaf chơi ném bóng tuyết với mấy cô bé. Coi chừng nha, hai chọi một đó. Chú không sợ mấy đứa đâu. Ồ, bọn trẻ đâu rồi ta? Các bạn biết Elsa ở đâu không? Những người bạn đã chơi rất vui. Studio của họa sĩ. Hãy lấy bảng màu này nha. Bỏ phần này đi. Đổ màu vào. Hình các chị em gái. Bảng màu vẽ mặt gồm hai cây cọ. Hãy để sự sáng tạo của bạn tuôn trào nào. Chán quá đi. Chúng ta làm gì đi? Wow, bảng màu vẽ mặt nè. Tụi mình vẽ thử đi ha. Hai chị em đã vẽ mặt cho nhau. Còn chú Olaf thì sao ta? Tranh thủ vẽ lúc chú còn ngủ đi. Các bé gái sẽ vẽ con gì đây nhỉ? Dễ thương quá. Cho chú ấy xem đi. Ủa, có chuyện gì vậy? Wow, dám vẽ chú à. Giờ tới chú nè. Tụi con cũng phải có râu giống như chú. Bây giờ chúng ta có ba con mèo ngộ nghĩnh rồi kìa. Lấy giấy xốp nha. Vẽ hình tròn. Vải thun sọc. Dùng kim may lại thành một chiếc váy nè. Gắn lông vào nha. Wow, váy tutu. Mình luôn ước mơ thành diễn viên múa ba lê. Yay, giống như đám mây vậy đó. Wow. Hai chị em đang học múa ba lê. Bóng tuyết ơi, khiêu vũ nào. Mình sẽ đàn piano. Này, vào lớp học thôi nào. Về chỗ đi nào. Bóng tuyết, đàn đi. Giãn chân ra. Đúng rồi, nữa đi. Giỏi lắm.
Soạt chân dẻo lắm. Giờ tập động tác tay nào. Yeah. Hai chị em đang tập rất tốt. Học trò của mình tài năng ghê. Thầy của tụi em cũng xuất sắc nữa. Lalilu, cho mình diện mạo mới nha. Dễ mà. Đặt hình mẫu lên nè. Cắt nó ra. May thành chiếc váy bồng bềnh. Lên đồ thế nào? Hình như còn thiếu gì đó. Còn áo choàng đâu ta? Chúng ta sẽ dùng vải thun nha. Bạn sẽ thấy chiếc áo choàng sang trọng. Dùng thắt lưng nhấn vòng eo. Trang trí bằng hạt cườm và kim cương giả. Thank you. Hai chị em đang ngủ ngon. Rin rin, trời đã sáng rồi. Dậy đi, không sẽ không tới kịp buổi khiêu vũ đó nha. À, là hôm nay sao? Hai bạn nằm trong danh sách khách mời đó. Chúng ta phải chuẩn bị nhanh lên. Ô, tóc của em, đồ của mình. Olaf, bọn mình sẽ xong liền đây. Các cô gái ơi, tụi mình đã sẵn sàng. Giỏi lắm, khẩn trương lên nào. Các khách mời đã tới rồi. Phew, chúng ta vẫn tới đúng giờ. Anna, chúng ta nhảy nha. Rất hân hạnh. Cặp đôi dễ thương quá. Mình biết nhảy với ai đây? Mình sẽ nhảy với bạn. Bạn lúc nào cũng giúp mình cả. Buổi khiêu vũ diễn ra tốt đẹp. Bíp. Phải chỗ làm của Lalilu không? Bạn tới đúng chỗ rồi đó. Cắt bỏ chỗ để chân ra nha. Giá ba chân đã xuất hiện. Lấy mấy phần này ra. Đây là con cá sấu nguy hiểm. À, sợ quá. Chỉ là đồ chơi thôi mà. Trộn các mẫu đất sét nhẹ lại với nhau. Lấy ra một ít nha. Tạo thành miệng quái vật. Ít gai quá. Gắn gai lên khắp người nha. Sơn màu trắng nè. Thêm tông màu xanh. Kim tuyến. Quái vật tuyết đáng sợ. Chào Marshmallow nha. Thời tiết tuyệt vời để đi dạo mà. Ồ, cái gì đây? Đống tuyết này động đậy sao? À, là quái vật. À, cứu với. Cuộc rượt đuổi đang diễn ra. Cứu tôi với. Con quái vật đang ở ngay sau lưng cô gái. Tôi nghe thấy tiếng la hét. Chắc có người đang gặp chuyện rồi. Hãy nhấn nút like nếu các bạn muốn cứu công chúa nha. Hoàng tử ơi, con quái vật ở đây. Đừng đụng vào Elsa, để ta dùng bóng tuyết. Hoàng tử ném bóng tuyết vào con quái vật băng giá. An toàn rồi Elsa, cứu tinh của em. Bọn họ vội vàng chạy đến hoàng cung. Thần dân chào đón cặp đôi mới này. Lấy đôi giày cũ nha. Cắt bỏ ghim. Gắn vào đế giày. Giày trượt băng siêu đỉnh. Trang trí phần trên nha. Phủ tuyết lên nè. Nhanh chân tới sân trượt băng nào. Cặp đôi đã hẹn hò. Em yêu, xem anh làm gì nè. Anh giỏi quá à. Hoan hô. Và như vậy nè. Anh chàng đã biết chữ Frozen. Wow, tuyệt quá. Chúng ta trượt băng cùng nhau đi. Ủa, nhưng mà em không biết trượt. Anh sẽ đỡ em và dạy em cách trượt nha. Họ trượt băng mà không có mình sao? Tội nghiệp, để mình giúp bạn nha. Ta cũng sẽ dạy anh bạn trượt băng luôn. Bọn họ rất thân thiện. Lấy một cái ống hút nè. Xúc sạch cây cỏ nha. Dùng ống hút thí nghiệm. Làm thành tia giả. Quét kim tuyến lên nha. Bình sữa của Elsa và Anna. Anna và Elsa giờ đã làm mẹ. Các cô gái ơi, cần mình trông bọn trẻ không nè? Mình sẽ trông chúng cho. Cảm ơn nha, bọn mình đi dạo một chút. Chú Olaf sẽ ngồi ở đây với các con mà.
Con đói bụng rồi hả? Sữa chua berry nè. Ủa, sao lại làm vậy với chú chứ? Olaf, có chuyện gì vậy? Bọn trẻ không biết ăn bằng muỗng đâu. À, hiểu rồi. Vậy chúng ta thử bình sữa đi. Trẻ em rất vui. Gia đình ngưỡng mộ những nàng công chúa nhỏ của mình.